Đã xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái cơ sở dữ liệu này để học các câu truy vấn. Mở cái file các câu lệnh truy vấn SQL lên. Trong này có các câu lệnh từ cơ bản đến nâng cao. Nó không nâng cao lắm, vừa vừa thôi. Đây, đầu tiên là câu select. Câu này dùng nhiều như cơm bữa. Đây, để dùng câu select các thể viết bằng tay. Trước hết là để có một cái cửa sổ soạn thảo này thì các em click chuột phải vào cơ sở dữ liệu mình muốn này. Sau đó chọn vào New Query, tức là tạo một truy vấn mới. Nhấn vào. Ngay tức em có một truy vấn mới nó ghi là SQL Query 45, tức là cái mỗi lần sinh ra nó phải từ một nhảy dần dần lên. Ở đây. Đây đây á. Có được. Đây là cách chụp thải, các em chọn công cụ nhờ. Nhưng mà trường hợp về giả sử giờ mình muốn câu select cho nó hỗ trợ sẵn rồi. Kích cửa sổ vào bảng sinh viên này hay bảng bất kỳ các em muốn lấy câu select. Rồi chọn Edit Table E Select to New Query Editor Window. Ấn vào, đấy thì ngay tức mình có cái Select rồi, ấn F5 mình chạy. Đấy. Rồi có gì liên quan nói luôn nhé. Còn thể phần cơ bản cho các em về đọc trong tài liệu nó cũng dễ thôi mà. Phần này nó rất là nhẹ nhàng. Các em được học trên lớp này, toàn 8-9 này. Ngại dạy anh ngại lắm. Thì xưa anh được tầm đấy nè. Đi đến ô này. Để bỏ hết quả vuông này, các em dọn này tiếp này. Và như lúc trước anh nói thì mình chỉ cần lấy tên bảng thôi, cái phần đầu tiên trước bỏ đi. Và đặc biệt không dùng select sao nhé, dù vẫn là không sao. Như đến select sao là em chọn tất cả các trường. Cái bảng này có mấy trường không vấn đề, nhưng giả sử có 100 trường. Select sao đồng nghĩa khi em chọn ra 100 cột. 100 cột giả sử có cái cột là cái cột nội dung ở đấy mà dữ liệu nó nhiều. Nhiều đồng nghĩa việc là lúc em tải qua mạng, qua đường dây thì em sẽ bị lót cái đấy về đúng không? Hoặc là khi em dùng dataset hoặc cái data table lưu trữ thì các em sẽ lưu cả dữ liệu đấy vào. Ngay tức là RAM của mình sẽ tăng lên. Nếu có mạng thì sẽ mất chuyển đến như kiểu em mang 5 cân không? 5 cân một thằng mang 15 cân không? Người mang 5 cân vừa đi vừa hát được. Thằng mang khoảng một tạ này ạ. Đi háo mồm rồi. Em hiểu đấy chưa? Nhưng mà đây như chọn cái sinh viên này nó có 5 trường nên mình liệt kê cả năm nhưng mà không nên không được thế nào. Cái trường này cũng không nên. Bởi vì nếu mà trường hợp các em lấy hết thì hai cái như nhau. Nhưng có ý nghĩa khác là xin được sao thì giả sử bây giờ các em đổi tên cột. Một cái E này hạn thì sẽ sai em đổi được không? Còn một trường hợp khác là lúc cái thương như này mình về sau về lúc cái kết hợp với CSAP thì em khó nhìn. Về sau ví dụ bây giờ em copy cái đoạn này vào CSAP nhá. Thì nhìn cả được tên trường có là gì, về sau nó liên quan đến cơ sở liệu ở bên trong này. Nó có một cái gọi là data grid view hiển thị với WinForm. Trong cái form là có grid view data list để các em lấy từng trường một. Mà CSAP thì em sẽ chẳng nhìn thấy trường nào cả. Lúc đấy các em phải biết từng trường. Khi đấy nó thành ra trường hợp CSAP thì em bị nâu hơn cả dùng CSAP dạng này. Mà hơn nữa cái thứ này mình phải biết từng trường đâu, thì cần Exclip nó ra rồi. Chắc có bảng Exclip mà có sẵn ở đây. Exclip Senate. Thế là mình có hết cấu trúc từng cái một rồi. Thì cần bỏ mấy khoảng vuông con số hát một xong. Đây. Con số hát này, bỏ một vuông này. Đấy. Nhưng mà như thế này thì một cái đấy em viết thoải mái, không biết phải viết nhiều nhau đâu. Nó chạy theo quy tắc là dưới copy bên sang này. Đây. Cái quy tắc chạy của nó thế này. Nếu mà em không mua đen ấy, sau đó nhấn Exec thì trong cái file đang chạy có bằng nào chạy hết bằng đấy. Còn khi trường hợp em quét một cái thì chạy vào cái kích vào cái nào chạy cái đấy. Quét cái trường này bị lỗi đúng không? Thì nó chạy bị lỗi. Anh quét hết cả câu này. Còn quét câu này mua đen hết là chạy. Nó chỉ đang xét hết phần này thôi, phần dưới nó không chạy. Đấy, hiểu chưa? Và đôi khi người sư học và thủ tục thì phải máy móc là phải có chữ Exec này trước thủ tục mới chạy. Còn em không cần, cần mua đen thủ tục ấn F5 là chạy luôn. Đấy, nhớ cái kia truy vấn này chưa? Đây. Đấy, bây giờ xong này. Hiển thị đầu tiên là câu select. Trường hợp này là mình select đơn giản nhất là select từ một bảng. Tiếp theo phức tạp hơn là select từ nhiều bảng. Từ nhiều bảng thì phải liên quan đến khóa ngoài đúng không? Để tránh trùng lặp dữ liệu. Đây. Giả sử bây giờ select từ hàng nhiều bảng. Khi nhiều bảng thì nó có tên bảng giả sử như hai khóa. Xảy ra trường hợp đó là xung đột khóa đúng không? Giả sử giờ select từ bảng môn học điểm thi đi cho nó có khóa chung. Edit New Query log đây điểm thi này, Ctrl H bỏ dấu vắt đi. Delete hết ô này. Ở bên vi sổ kem nào cũng giống hệt thế, đều delete all hết bên này có. Đây cho ba cái truy vấn nhau nhé. Mình nối được nhiều câu truy vấn nhau mà. Đây tắt hết thằng khác để bỏ thằng này. Kỹ thuật phải kernel on buggy dì dần tiếng Anh đi, có một từ tiếng Anh hay dùng như dùng bất hải đấy, từ nhiều thành quen nên không cần dịch nó vẫn thuộc.
Đây, dần giả sử cái này chạy hết. Thì mình sẽ có 3 câu truy vấn chạy liền nhau thì các em sẽ nhìn thấy 3 kết quả. Để gộp các vào nhau chúng ta dùng union. Nhưng mà union chỉ nộp cái cùng cột với nhau thôi. Còn trường hợp này tên là CNET đơn giản là CNET hả? Sinh viên này tên là gì này, giới tính là gì này, xong học môn nào này, điểm môn đấy bao nhiêu đúng không? Tức là mình CNET một cái từ 3 bảng. Đơn giản nhất là từ 2 bảng nhé. Đầu tiên một bảng đơn giản là không nói đâu. Thêm một bảng vào đây, bảng sinh viên này. Từ nhiều bảng thì nó phải tên bảng này sao đâu. Tên bảng này là điểm thi đúng không? Program từ 2 bảng này chưa thi vấn thì vẫn một bảng thôi, không có gì. Đấy, ở đây. Khi mà truy vấn từ 2 bảng mà 2 bảng có khóa liên kết với nhau thì sẽ có một trường để liên kết bằng khóa chung đúng không? Và cái trường này ở 2 bảng đều có. Chính vì thế các em xin lấy giả sử trường hợp này xin lấy cái câu từ sinh viên và điểm thi ở lớp 5 thì nó sẽ khi là em bị tớt con đùm lên mã sinh viên, tức là nó sẽ không biết được lấy tên cột mã sinh viên của bảng nào. Tức là sẽ là trường hợp mà xung đột đi, nó khó hiểu ấy, em bị tớt là không xác định được. Để giải quyết trường hợp như thế thì chúng ta sẽ dùng cách đó là chỉ rõ là lấy từ tên bảng nào và cách thêm cho bảng trước. Giả sử lấy mã sinh viên từ bảng sinh viên thì em lấy tên của sinh viên này, chấm mã sinh viên. Bây giờ chạy F5 ok đúng không? Nhưng mà bây giờ các em nhìn lại, nếu mà mình để nguyên cả cái tên bảng này sau đó chấm thì nó rất là dài. Để tránh hợp dài đóng thế thì có một cái gọi là alias. Tiếng Việt là gì bọn em nhỉ? Bí danh đúng không? Alias. Đây này. Alias. Dùng tiếng này thì đúng không? Tiếng Anh nó biết là alias là gì cả. Nhưng tóm lại thì chỉ biết là bí danh. Chúng ta xài tính tả không nè. Nó xóa lên nhé. Đấy, tóm lại để đặt bí danh cho sinh viên các em ký hiệu là ngắn gọn thôi. Đơn giản đặt hiệu ấy. Ký hiệu cho ngắn FV. Thì chỗ này mình sẽ không cần là thay bộ sinh viên chấm mã sinh viên, chỉ cần là FV chấm mã sinh viên. Nó sẽ gọn hơn rất nhiều và nhỏ nhẹ đúng không? Tương tự điểm thi các em chỉ cần là DT thôi. Bên phía ngoài hả? Đấy. Bây giờ các em nhìn này, mặc dù bảng sinh viên này chỉ có mấy thằng nhỉ? Có 2 thằng đúng không? Điểm thi có mấy thằng nhưng mà liên nhau từ 2 bảng mà không có cái điều kiện quen thẳng buộc thì nó sẽ nhân như kiểu tổ hợp nhân chéo cá nhỉ? Giả sử bên này 2, bên này 3 nhân ra 6 bảng ghi. Bây giờ kiểm tra xem này mấy bài nhá. Là điểm thi này. Thằng này có 4 cái. Bên này có 2 cái đúng không? 2 x 4 8 bằng ghi đúng không? Đây này. Đấy, nhân tích để các với nhau. Để tránh trường hợp này thì ta thêm thằng que trước. Que khóa ngoài là SV này, chấm mã viên nên nó không sổ nhỉ. Thì viên này bằng với DT chấm không sổ. Không, vẫn khi vẫn có mà nó to lúc lúc nó điên điên nó không sổ. Không hiểu vì sao. Bây giờ thì các em nhìn thấy có mấy cái? Có 4 cái đúng không? Vì là theo môn học thì theo cái bảng thi nhiều rồi. Tiếp theo là các em muốn lấy điểm thi à? Lấy thêm một cái thông tin về điểm thì các em cần chấm điểm thi thôi. Khi mà cái trường nó thuộc cả hai bảng hay thuộc các bảng nó có nhau thì cần tên bảng chỉ ra. Còn nếu mà chỉ cái đấy có thì chỉ cần nói là biết là như kiểu dạng độc quyền ấy. Nó thương hiệu đăng ký bản quyền rồi. Tự nói đến cà phê Trung Nguyên chẳng hạn Việt Nam biết. Nhưng mà giờ nói Trung Quốc đang có cái Trung Nguyên chẳng hạn này. Không được thì đó là của Việt Nam, của Trung Quốc. Xong đó là phần hợp các em cần thi là cái kia là gì nhỉ? Điểm thi à? Đấy, bây giờ có điểm thi rồi nha. Tiếp theo giờ các em muốn lấy thêm thằng lớp vào. À, môn học nhé. Môn học đơn giản là xem hết từ 3 bảng thôi, thêm thằng môn học vào. Ký hiệu của môn học là bí danh có thể là thêm từ khóa E này. Thông thường trên lớp các em học từ khóa E đúng không? Nhưng mà từ bảng 25 thì đi chúng ta cũng không cần từ khóa E dài dòng rồi. Chỉ cần một dấu cách là được. Cách này. Đấy, chỉ cần thế các em thêm từ E cũng được. Mà không E cũng làm sao rồi. Môn học này. Bây giờ thêm điều kiện cho thằng môn học nữa thì nó mới được đúng không? Gắn điều kiện vào thì thêm từ E này vào. MH liên quan tới mã môn đúng không? Bằng với DT chấm mã môn. Quét dòng nào thì nó chạy dòng đấy, là quét hết câu này thôi, ấn F5. Thì giờ thêm thế này. Thêm đến môn học nhưng mình chưa hiển thị môn học cho nên em thêm cái tên môn vào. Tên môn. Em nhập phát này. Đấy. Không có tên môn này. Tên môn. Đấy, trường hợp này các em phải kích để khỏi mở đến kia, các em kích mở cái rộng cái bảng ra là có con lum này. Mở rộng ra. Tên M. Nhầm. Tên M là chết sai chúng ta. Thôi. Theo nốt vậy. Đỡ chưa ạ? Các
Em có thể sửa cái bảng lớp mình sang cách kích chuột phải này, chọn đi ra. Đó sửa được không? Ấn căn xuống em. Đấy. Bây giờ con này bị lỗi rồi. Đúng không? Giờ sửa cái kia thành chữ M rồi. Tại về đây. Cái bôi đen này. Ở tên môn này, toán tin này. Ok các em. Đây sẽ từ 3 bảng. Thế nên sao bây giờ các em nhìn vào tiêu đề cột, giả sử với FBA có thể đổi tên cột cho nó đẹp. Viết tiếng Việt ra. Tên môn, tên học sinh, tên sinh viên này. Đây. Để bỏ cái dòng dưới đi, để nó nhanh. Ra, đây, tìm chỗ. Ra. Cái này đổi tên sinh viên này. Tương tự cái này các em cách ra. Tên môn. Thấy không? Bây giờ nhìn vào cái dữ liệu, cái ngày sinh này nhìn hiển thị rất là xấu đúng không, ngày 1 tháng 1 này, này 0000 là trong khi đó mình chỉ cần là hiển thị ngày 1 tháng 1 90 cả ngày cái giờ phút giây bỏ đi. Để giải quyết trường hợp này thì các em sẽ dùng đến hàm xử lý ngày tháng. Với cái ngày sinh đây, ngày tháng thì xử lý ngày sinh có một cái để chuyển sang cái kiểu khác, em dùng hàm convert. Đây convert này, nó trong A28 nó sổ nó 25 không có cái này. Nó ghi là type và tag này chủ đích này. Convert là để ba cha này. Hay là cha 10 này, ta đây này. Chắc chắn là 10 thứ tự này. Sau đó biểu thức này. Tiếp theo nữa là cái này chuyển về ngày sinh này. Ba cha này sinh này thì 1/3 này. Bây giờ các em nhìn thấy không? Tức là cái dùng cái hàm convert để chuyển đổi kiểu. Cái đầu tiên này có 3 tham số. Tham số đầu tiên trường hợp này đó là kiểu dữ liệu đi các em muốn chuyển đến, trường hợp này chỉ muốn chuyển về cha 10, chắc chắn là 10 ký tự bởi vì là cái kiểu 1/3 là kiểu ngày tháng bao gồm có từ ngày tháng năm hiển thị đúng. Cái này hơi đặc biệt này, em chuyển ngày khác là đẹp nhé. 1/3 em thể chuyển định khác 1/5, 1/5, 1/6 thoải mái. Cái này là định dạng ngày tháng, nên em muốn ngày tháng nó kiểu là ngày tháng năm hay năm tháng ngày này, rồi là theo kiểu năm sao tháng kiểu January hoặc tiếng Anh này February vân vân đấy. Theo cái ký hiệu, giả sử giờ có 1/8 thì đấy nó khác này. 1/8 là toàn dây phút này. 16 này. Nó có một số định dạng đây này. Ví dụ 1/1/10 này. 1 này January đúng không? Nó viết tiếng Anh. Đấy tùy định dạng. Thông thường mình dùng 1/3 cho tiếng Việt. Theo kiểu ngày tháng năm. Bây giờ sửa một cái là cái sinh viên này. Còn ngày khác này 1/1 đặc biệt quá. Còn ngày 12/10. Thế nếu mà viết 12/10 kiểu này nó kiểu là 10/12 chứ không phải 12/10. Vì vì nó sẽ mặc định là tháng trước không phải là ngày trước. Nói cho em mặc định nhé. Có một số bảng thì mặc định là dạng ngày tháng năm ít lắm, đa số là đều là thứ năm tháng ngày. Dù cái này có thể viết là tháng 3 này, 25 tháng 24 tháng 3 này. Bây giờ chạy lại nhé. Các em nhìn đây này, 24 tháng 3 này, 24 tháng 3, 10 tháng 12. Nếu định dạng thì mình chuyển nó đẹp. Bây giờ giả sử xe nâng que thêm điều kiện nữa, mình muốn điều kiện hiển thị nó thằng điểm thi bằng lớn hơn bằng 9 chẳng hạn thì nó thêm cái n vào điểm thi này lớn hơn hoặc bằng 9 đúng không? Đây thì được một thằng đâu, sửa thành số 8 thì được thêm vài thằng nữa. Này đang nóng nóng các câu ngày xưa rồi các em. Đây chính là câu xe nâng này. Đây có thêm từ n này, o là điều kiện đúng không? Cái o mà dùng hết thì bọn nó dùng để crack. Để hack chứ, để hack cái trường hợp của em với anh dần ấy. Để viết cái code inline hay gì cái đấy. Cái từ khóa AO này. Tức là ví dụ các em muốn kiểu mà kiểm tra username bằng A này, and password bằng cái gì đấy. Nó thêm O ở trước, nó thêm nháy đơn ấy. Giả sử là username này, nó bằng 123 này, nó viết O này, nó nháy đơn là 1 chẳng hạn. O với 1 thì nó cũng bằng 1 à, đúng này. Mình bị cái O mình chết. Nhưng mà thay đổi cái câu của mình. Cái câu truy vấn của em viết dạng này này. Thì một số cái hay bị đấy. Nó gọi là nút này, cần dựng dây nét này, ID này. Cái này không có bảng là gì. Dây nét là user nhé, ID này. Còn phải bảng user này. Cái que điều kiện này. Điều kiện username này. Bảng này, nháy em vào ấy. Nháy là vào là hạn kết quả em điền checkbox rồi nó viết dạng này. Dựng A này, O này. Nó viết dạng này, nó viết cái chỗ mà nhập ấy. O này, 1 này, dạng này hạn. Thì em bị chết.
thì mình đã chuyển đề một vào là ấy. Ừ, nó O1 thì phải là O là lấy kết quả 1 2 được đúng không? Cái check đấy. Nhưng mà cái không no, bởi vì khi viết dòng thủ tục thì cái này bị loại hết cả dòng đấy, lấy đơn viết là viết kiểu code trên trang. Viết code trên trang, cái viết code thi vấn trong cái dòng đấy bị cái lỗi đấy. Sao lại kết quả code V2 thì không, cái đấy bảo mật thì chết rồi. Cái hầu như bây giờ bắt lỗi hết, ngày xưa nó hay bị cái thằng nó sơ hở bị không? Đây nào, between các em còn nhớ không? Between đến giữa thôi. Between là khoảng một khoảng đầu khoảng cuối thôi. Có cái between là order by này. Cái between là loại bỏ các bản ghi trùng nhau đúng không? Bây giờ có mã sinh viên này. Xóa hết nhá. Cho dễ nhìn trường hợp trùng nhau dễ này. Bỏ điều kiện này luôn, chỉ cần end. Đấy, bây giờ các em nhìn thấy thằng 01, 02 trùng nhau đúng không? Sau khi đó sẽ có hai thằng khác nhau 002. Để trường hợp sinh giảm đi trùng nhau thì các em dùng từ khóa between trước. Between CC. Đấy, khi dùng cái này thì tất cả các dòng mà chúng nó sẽ bị loại chỉ đến một không, thì nên thằng đầu tiên ấy chỉ có 0.2. Từ khóa tiếp theo hay dùng đó là từ khóa order by. Order by hay dùng kết hợp với thằng select top. Các em dùng select top bao giờ chưa? Đấy nhá. Yêu cầu đơn giản là các em hiển thị ra cái thằng mà được từ 9 điểm trở lên chẳng hạn. Họ hơi đơn giản hiển thị nó có một cái giải thưởng gì đấy, nó bảo chỉ những thằng được 9 phải mà chính hai thằng đầu tiên thôi. Thì với điều kiện như thế mình sẽ biết rằng này rất là khó khăn đúng không? Để giải quyết trường hợp đấy thì đầu tiên các em sẽ dùng order by để sắp xếp kết quả thi vấn order by. Mình lấy điểm thi thì các em sắp xếp điểm thi, tiêu chí để điểm thi mà. Nó có tiêu chí về cái dạng như kiểu họ tên hay là năm sinh phía sau. Thế nên điểm thi các em sắp xếp order by theo điểm thi này. Nếu mà order by tên trường không biết AEC hay DEC mà định theo trường tăng, bây giờ các em nhìn từ 289. Còn khi mà không biết là định AEC này, còn muốn viết ngược lại từ 9 về đến 2 thì các em phải viết theo trường giảm là AEC. Ở F5 thì từ 9, 8 này. Giả sử yêu cầu người ta là lấy ra hai thằng có điểm cao nhất nước, lúc đấy các em chỉ cần kết hợp mặt bằng trên top, viết từ khóa top này, sau đó mở gói đơn N hoặc không cần cách ra một cái cũng được. Top n, đây là cấu trúc top n, các em điền n bằng số là được. Giả sử lấy hai thằng không thì n bằng 2, lấy hai thằng không, đây có thể các em viết dễ nhìn hơn một chút là để trong đường đọc đơn này thì cảm giác là nhìn nó khỏe khoắn hơn là để nó thời gian yên tâm hơn không, được chất là như nhau không, giống như thế đấy. Top 1 của n chẳng hạn, select top 1 order 3 thử giảm một điểm để đúng thằng này thật văn nam đấy. Em chú ý này, về sau có nhiều yêu cầu, giả sử như các em làm cái tin tức hay cái gì đấy thì có cái phần gọi là cái tin hot nhất này hay tin mới nhất chẳng hạn, lấy hiển thị lên cái trang chủ ấy, nó hiển thị ba tin mới nhất, bốn tin mới nhất hoặc là tin hot nhất. Nhiều người đọc nhất thì tùy tiêu chí các em order ba để xem sẽ tốt, kết hợp hai cái này được là tin order by update. Còn cái câu này chắc là mọi người đều biết hết đúng không, là đếm số bảng ghi thôi mà. Bây giờ đến cái phần nâng cao này, quan trọng nhất là tôi in này, đi tan có đi các hàm click enter. Cho này có mỗi cái group by thôi, em chú ý group by. Group by tức là nhóm những thằng mà có cùng một cái tiêu chuẩn gì đấy, bảo phải đi tin select nhé. Điểm thì bỏ luôn để chúng ta số 5 đây. Giả sử giờ các em muốn nhóm là theo từng toán tin môn này. Và ví dụ đơn giản là hãy hiển thị xem môn tin này có bao nhiêu người được điểm 8 và bao nhiêu người được điểm 9. Ví dụ như thế. Lúc đấy chúng ta chỉ cần select từ hai bảng thôi và tạm thời này trong thị ba. Em biết select này. Select trống trước nhá. Drop này, từ 8 ra N. Còn môn học này. Bảng A này. N này, điểm thi này. Điểm tên này. Đấy, trên nét trường của mình đầu tiên là lấy điểm thi này. Tên môn này. Điểm thi này. Tên điều kiện liên kết cho nó. Một hát thôi. Còn là môn học này. Chấm mã môn. Bằng tt. Chấm mã môn. Thì cái thằng là toán này. 289. Vấn đề của mình là chỉ hiển thị xem là môn này có bao nhiêu người này,
được điểm 8 hả? Hay điểm 9 cô cứ với nhau đến luôn. Lúc đấy các em sẽ dùng một cái để group nhóm những thằng điểm 8 với nhau này, nhóm thằng 9 với nhau. Cái này ít quá này, nó group con chuồng. Kết hợp với group 3 này. Group 3 mình nhóm theo điểm thi, các em group ở là điểm thi. Khi group như này thì các em chú ý này. Nếu mà mình mặc định là group theo điểm thi mà thế này có tên môn, tức là cái tên môn này không nằm trong group 3 thì mình sẽ nhận được một lỗi. Đây. Conum thay bốn học chấm tên môn in Spanish in the Senate because it is not content. Đây này, tức là nó không chứa đựng trong cái chỗ mệnh đề group 3. Đấy. Này có tên môn này. Hoặc là thì các em thử group này cho tên môn cũng bị lỗi như thế. Đấy, trường hợp nào group 3 thì cái nào group 3 trong gì các em sẽ nét chúng ta phải đấy thôi. Trừ các trường mà các em dùng các hàm giả sử như là sum này, ADG này, vân vân thì dùng thoải mái. Đây, trường hợp này ví dụ này. Toán với chi đúng không? Bây giờ các em muốn thêm đến điểm thi là cao. Có bao nhiêu mà cao sao đi. À, số lượng có bao nhiêu cái môn toán với chi đi. À, số lượng này. Đây. Thì sẽ được là tin 2 này, toán 2 này. Đấy. Còn trường hợp mới này các em muốn lấy thêm thông tin khác, giả sử lấy tên môn rồi, bây giờ lấy thêm theo phần điểm thi hay một số cái gì đấy. Để giải quyết cái trường hợp mà cái group 3 muốn lấy thêm thông tin khác, chỉ có một cách đó là dùng truy vấn con. Để truy vấn lồng nhau đấy. Đây. Bây giờ còn cái gì thiếu này, tên môn này. Bây giờ và mã môn không có là chúng muốn lấy thêm cái mã môn thì cũng bị lỗi. Thế chụp lên con này này. Thế lấy thêm cái gì nhỉ? Điểm thi này. Một học ít trường quá. Đơn vị học trình chẳng hạn. Các em sẽ thay nick mà hiển thị những điểm thi khác. Thay nick như thế này. Thay nick đơn vị học trình này. Đồ long từ cái bảng môn học. Hang này. Quay điều kiện. Nếu này phải liên kết con bên trong. Đó là điều kiện bảng trong là hang này. Chấm mã môn này bằng cái bảng bên ngoài đây là cái bảng mh này mã môn này, các em đổi tên cột cho nó đi, e ở đơn vị học trình. Cái này không có cái này để này. Còn cái có tên môn. Tên môn là bằng MH. Tên môn. Đây chính là cái cách dùng truy vấn con. Để mình biết ra. Lúc này thông tin các em liên kết qua cái thằng này. Vì nếu mà không dùng mã thì bên này nó không có. Cái này sẽ không dùng được. Đây cái truy vấn con này này. Nó sẽ làm truy vấn bên trong cái gì. Trên hết thì đủ. Hoàn toàn các em biết chỗ này phức tạp một chút. Trường hợp mà khi phức tạp thì các em phải dùng các truy vấn dạng này mới được. Cái này trên lớp mình sẽ các em được luyện nhá. Truy vấn con trong truy vấn con trên net trong trên net nhỉ. Qua truy vấn con ở ngoài bên ngoài, đây là truy vấn bên trong. Các em nhìn đây là trên net nằm trong con trên net, chứ không phải trên net nằm trong qua, không phải là xưa các em dạng như ở qua này là mã môn đúng không, in dạng trên net mã môn dạng này gì trên net mã môn thành cái gì đấy, mã môn phổ thông gì thành cái qua này gì đúng không. Cái đen truyền hình ngoài bình thường không? Cũng truyền con nhưng mà nó là đơn giản hơn dạng này. Để có dạng này về sau, nhớ group mà cần thông tin thì các em dùng dạng truy vấn này. Sau nối không nhau qua cái dạng tên khóa là được. Và group 3 thông thường sẽ đi với having. Điểm thi này. Với lúc 3 điểm thi, nhóm thì điểm thi giống nhau. Yêu cầu giả sử mình đếm xem nào. Thằng 2 này có mấy điểm này. Thằng 8 có mấy này. Đó là được. Cao đến tất cả các số lượng này. Cao nè. Môn học cái này chỉ đếm từ
có nhiều cái kết quả lắm. Một bàn có hai. Bàn có bốn nè. Nó nên là 8 cái. Thì thông thường này chỉ là một bảng thôi. Mình bỏ cái truy vấn từ cái phần môn học đi. Đấy, đến nó đúng là đá sẽ ra được cái là 2 có 1 là số lượng 1 này, 8 có số lượng 2 này. Những điểm nó ít quá thì nó không rõ lắm. Bây giờ các em điều kiện là hai pin thì những thằng điểm có số lượng lớn hơn là cái điểm là lớn hơn 8 chẳng hạn thì hai pin này điểm thi này, hoặc là một số cái là điều kiện hai pin điểm thi lớn hơn 8 chẳng hạn điểm thi ra thì đều có mỗi thằng 9 thôi, hoặc dùng mỗi điểm trung bình hoặc là cao, cái nào số lượng lớn hơn 2 thì hiển thị hoặc lớn hơn 1 ạ. Nếu là 1 thì được 2, thì có thằng 8 2 điểm này. Thế phần này có mỗi vừa giúp 3 hay dùng với nó thôi. Thế phần của giúp 3 các em nào thắc mắc gì không? Đây cấu trúc của nó vừa giúp 3 này. Theo cái tên trường của mình muốn, và cái này các em thể gộp theo nhiều trường, không thiết phải từ một trường. Nhưng gộp theo nhiều trường thì phải nhớ xem là các cặp này nó có đồng bộ với nhau không. Nếu không là gộp thế nào lại gộp lại không có tác dụng gì. Phải các em phải nhóm được xem là mã môn này với cặp sinh viên nào chẳng hạn thì phải nhóm được. Hoặc là gộp theo quê quán này, quê quán cộng với quê quán này hoặc cộng với điểm thi hay gì đấy nào, quê quán với nước gộp vào nhau có thể điều kiện nó trùng nhau được. Sau này có câu truy vấn thì ngắn gọn. Đây cái phần các câu lệnh cơ bản FPA nó có vài cái là rất là đơn giản. Còn một cái tài liệu khác nữa. Các hàm xử lý ngày tháng cho FPA này, cái này dùng khá nhiều. Các em đã từng dùng hàm nào trong đây rồi? Data này, data em này, có data deep này, data name này, get data này, data này, hàm đây man ear này, dùng hết mấy cái này chưa? Học hết rồi gì? Tên của nó là cú pháp này, minh họa cú pháp. Có cái deep anh dùng nhá. Lấy khoảng cách giữa hai ngày. Thì thông thường để mình tính nó chuẩn hơn là cái so sánh bằng. So sánh bằng khi mà so sánh deep thì nó sẽ bị mất thời gian là về giờ phút giây nhá. Nếu mà so sánh kiểu bằng thì thường sẽ bị lỗi phần đấy. Một thằng 12.00 một thằng 00 bị lỗi ngay. Còn dùng cái date theo ngày thì cái phần giờ phút giây bị bỏ được hết. Nó chắc chắn là đúng. Những câu nào mà chưa thấy các em về đọc thêm tài liệu nhé. Đến buổi sau hướng dẫn các em dùng thủ tục và viết câu lệnh lập trình cho SQL. Tức là sau này mình khai báo biến này, sau dùng các câu này ít bình thường. Nếu đến về sau các em phải dùng nhiều phần đấy. Và dùng SQL xử lý được tốt thì càng hay, nó sẽ nhanh hơn. Và lúc mà dùng cả C# hay cả các ngôn ngữ khác để xử lý thì sẽ không bằng xử lý trên SQL.